Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi vào ôn tập lại những kiến thức đã học trong chương trình ngữ văn 7 học kỳ 1 từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 4 các em nhé. Về phần nội dung giới hạn thì các em chú ý chúng ta sẽ ôn kỹ tập trung vào chủ đề 3, chủ đề 4. Phần đọc văn bản chúng ta chú ý ở thể loại nghị luận văn học, thứ hai là thể loại tản văn và tùy bút. Phần tiếng Việt chúng ta ôn kỹ bài từ Hán Việt, mạch lạc trong văn bản, ngôn ngữ vùng miền với từ địa phương. Phần viết tạo làm văn chúng ta sẽ có hai kiểu bài. Kiểu thứ nhất đó là viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong một tác phẩm văn học và viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc. Về hình thức kiểm tra thì sẽ kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Phần đọc 6 điểm, trắc nghiệm chúng ta có 8 câu, mỗi câu 0,25 điểm, mức độ nhận biết. Phần tự luận từ 2 đến 4 câu, điểm số tùy theo mức độ của câu hỏi. Phần tập làm văn viết 4 điểm. Về nội dung trọng tâm ở phần đọc, chúng ta lưu ý ngữ liệu. Người ta sẽ cho mình đề ngoài sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Thể loại nghị luận văn học, tản văn và tùy bút. Chúng ta lưu ý về nghị luận văn học, chú ý thể loại, đặc điểm, mục đích của văn bản, nội dung chính của văn bản nghị luận, ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lý lẽ và bằng chứng. Tản văn và tùy bút, các em chú ý đặc điểm, chất trữ tình, cái tôi của người viết, ngôn ngữ trong tản văn và tùy bút góp phần thể hiện mạch cảm xúc suy nghĩ của tác giả như thế nào. Những câu hỏi có thể ở mức độ là thông hiểu, vận dụng, tìm hiểu nội dung, cách hiểu một vài chi tiết trong văn bản, giải nghĩa từ Hán Việt, tìm yếu tố Hán Việt để tạo từ Hán Việt, tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương. Sau đó các em biết cách đặt câu với từ Hán Việt từ địa phương tìm được. Có thể viết ngắn bày tỏ suy nghĩ của mình về một chi tiết, một nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc được thể hiện trong văn bản trích. Đến với phần viết, tạo làm văn chúng ta chú ý viết kiểu bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học, giới hạn nhân vật trong truyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích. Em đã được học trong chương trình lớp 6, sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Bài văn biểu cảm về con người sự việc, giới hạn, biểu cảm về người thân trong gia đình hoặc một sự việc làm em nhớ mãi. Chúng ta lưu ý, dàn ý của bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học, mở bài có hai ý các em cần lưu ý: giới thiệu nhân vật cần phân tích, nêu ý kiến của người viết về đặc điểm của nhân vật. Thân bài giới thiệu tác giả tác phẩm. Sau đó chúng ta đi vào phân tích đặc điểm thứ nhất của nhân vật. Ý kiến về đặc điểm thứ nhất của nhân vật, đưa ra lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến ấy. Sau đó là phân tích đặc điểm thứ hai của nhân vật. Ý kiến về đặc điểm thứ hai của nhân vật, lý lẽ bằng chứng. Kết bài khẳng định là ý kiến của người viết và nêu cảm nghĩ về nhân vật. Đối với kiểu bài văn biểu cảm về con người sự việc, chúng ta lưu ý phần mở bài chúng ta giới thiệu đối tượng biểu cảm, biểu đạt cảm xúc chung về đối tượng. Nếu là người thân trong gia đình thì chúng ta giới thiệu người thân và nêu cảm xúc chung về người thân. Nếu là sự việc, chúng ta cũng giới thiệu sự việc làm em nhớ mãi và cảm xúc chung của em với sự việc đấy là gì. Thân bài biểu lộ cảm xúc suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng. Lưu ý, đối với bài văn biểu cảm với con người thì người viết cần biểu lộ cảm xúc suy nghĩ về đặc điểm tính cách nè, kỷ niệm nè gắn với người đó. Đối với bài văn biểu cảm về sự việc, người viết có thể biểu lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc mở đầu, sự việc phát triển, có thể có sự việc cao trào, sự việc kết thúc như thế nào. Kết bài khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân. Các em thân mến, trên đây là cô vừa tổng kết rất nhanh về những kiến thức cơ bản của chủ đề 1 đến chủ đề 4. Như vậy, để có thể làm tốt bài kiểm tra sắp tới, ngoài việc ôn tập lý thuyết, các em còn phải siêng năng luyện tập kỹ năng viết câu, tạo lập văn bản và đặc biệt là nắm vững dàn ý
của hai kiểu bài và làm văn nói trên. Cô chúc các em kiểm tra đạt kết quả tốt như các em mong muốn. Hẹn gặp lại các em vào những clip sau. Chào các em nhé!